Mến chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Đây là món bánh tét chuối mình vừa mới làm xong. Hôm nay mình làm món bánh tét chuối theo cách mới, đó là mình không gói bằng lá chuối mà mình gói bằng vỏ trái bắp như thế này. Mình gói bằng vỏ trái bắp như thế này thì rất là nhanh và dễ. Sau khi mà mình hấp xong thì bánh nó thơm, béo, dẻo, rất là ngon. Thường á, nếu mình gói bánh tét bằng lá chuối thì sau khi mình nấu xong thì nó có mùi lá chuối cũng rất là thơm ngon. Còn hôm nay thì mình gói bằng lá bắp như thế này. Sau khi mình nấu xong thì nó rất là thơm mùi bắp, có một trải nghiệm mới, thơm ngon lạ miệng. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh tét và thích cách làm này thì mời cùng ra bếp với mình nha. Để làm món bánh tét hôm nay thì đầu tiên mình có nếp. Nếp ở đây thì mình đã giò sạch. Ở đây thì mình có nửa ký nếp nha. Mình cho sạch và mình ngâm đây, mình ngâm khoảng 4 tiếng. Thì trước khi ngâm mình cho thêm vào đây một ít muối để khi mình ngâm cái phần nếp này nè, nó không có bị chua nha. Và hôm nay mình dùng chuối để làm nhân. Các bạn có thể làm bánh tét nhân đậu mỡ cũng được, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dùng chuối xiêm mình làm nhân nha. Chuối càng chín mùi thì càng ngọt càng ngon. Thì các bạn có thể gói bằng lá chuối cũng được nha, nhưng mà theo yêu cầu của một số bạn thì hôm nay mình sẽ gói bánh tét bằng vỏ bắp này. Thì ở đây mình có chuẩn bị làm 6 trái bắp. Trong cái thời gian mà chờ ngâm nếp thì mình sẽ đi lột chuối, mình trộn gia vị cho chuối nó thấm luôn nha. Còn bắp này thì sau khi mà nếp mình làm xong hết thì mình thả lột cái vỏ bắp này ra. Cái phần bắp bên trong thì các bạn có thể đem nấu hay là nấu chè ăn cũng rất là ngon. Chuối thì hôm nay mình dùng chuối chín mùi này các bạn, để cho cái phần nhân nó được ngọt ngon hơn. Chuối này mình làm bánh chuối hay là mình đem mình hầm chuối cũng ngon nha các bạn, nó mềm, nó ngọt lắm. Mình sẽ ướp vào đây là đường và muối. Mình cho một muỗng canh đường, khoảng nửa muỗng cà phê muối. Và mình cũng cho vào đây một ít rượu nha, để cho chuối của mình nó được đỏ ngon hơn. Ở đây thì mình cho rượu ngâm. Nếu các bạn không có rượu ngâm thì các bạn cho rượu trắng bình thường cũng được. Ở đây thì mình có sẵn rượu ngâm, mình cho thêm một ít rượu ngâm như thế này. Và chuối với nếp chắc hôm nay là mình làm vào buổi chiều rồi các bạn. Nếu mà gói không kịp thì mình sẽ để sáng hôm sau mình gói nha. Đó, mình xốc lên cho nó đều như nè. Rồi mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh đó. Mình để cho chuối cho mình nó tươi, nó thấm. Nếp này sau khi mình ngâm một đêm mình rút để cho nó ráo nước. Giờ thì mình sẽ đem mình xào nếp trước. Xào nếp thì hôm nay mình xào với dừa gám. Dừa gám này thì mình đã nạo ra. Dừa gám thì mình dùng dừa thì nó khô quá các bạn, khô quá thì nó bị sơ, nó không có ngon. Đây thì mình dùng một trái dừa hơi nhỏ nhỏ nè, này chắc khoảng hơn gần 200 gram dừa. Thì tùy các bạn mình thích béo hay là nhiều ít như thế nào thì mình có thể tăng hoặc giảm nha. Mình cho dừa vào. Dừa này là mình dùng hơi nhiều đó, nếu các bạn không thích thì bớt dừa lại nha. Mình cho khoảng 2 muỗng canh đường, tí xíu xào thì mình còn nêm nếm lại nữa nha. Gần nửa muỗng canh muối ha, trộn lên, mình trộn lên cho nó thấm đều rồi thì mở lửa lên mình xào thôi. Vì hôm nay á, mình xào dừa cám á, nên mình phải cho thêm nước nóng. Còn nếu các bạn xào với nước cốt dừa không thì các bạn khỏi cho thêm nước nha. Nếu mình xào đã nóng rồi thì mình cho nước nóng vào luôn nha. Mình xào khoảng vài phút thì cái phần nếp đã trong và ráo hết nước như là được nè. Giờ thì mình sẽ tắt lửa và chuẩn bị mình đi gói bánh thôi. Gói bánh thì mình có thể gói bằng lá chuối. Còn hôm nay thì mình sẽ thử gói bằng cái bắp như thế này. Bắp này là vỏ bắp nha các bạn. Thì hôm qua mình mua bắp về, mình đã lấy cái phần bắp bên trong á, để tí xíu nó mình nấu, còn cái vỏ thì mình giữ lại để mình gói bánh. Thì mình được biết gói bánh cách này thì vỏ bắp á,
nó có cái mùi thơm, cái tấm mình nó sẽ được ngon và thơm hơn. Đầu tiên thì mình sẽ cho một lượng nếp vừa phải vào trong cái miếng mọc để mình đè cho cái chuối á được dẻ. Mình cuốn mình đè trước trong cái miếng bọc này nè để cho miếng nó được dẻ hơn thì mình cho vào trong cái mắt vậy thì nó sẽ dễ hơn là mình cho trực tiếp chuối và miếng vào trong đây ha. Đó, rất là đơn giản luôn. Giờ thì mình sẽ buộc các cái bắp lại thôi. Mình cứ từ từ buộc xuống đi ha. Vì bắp này á là mình không có nấu, bánh này thì mình chỉ hấp nên mình không cần buộc cho nó dẻ quá đâu ha, cứ buộc cho nó cố định là được. Mình sửa cho nó đều đều lại. Rất là đơn giản luôn là xong rồi đó các bạn. Chỉ cần lại mới là xong ha. Đó, vậy là xong rồi các bạn, vậy là mình đã được cái đòn bánh đầu tiên rồi nè. Về cái ngoài này để tí xíu á, mình hấp á, mình dễ gấp ra. Rồi, rất là đơn giản luôn ha, nhanh gọn lẹ. Cái đòn bánh đầu tiên từ cái bắp của mình đã xong nè. Cứ tiếp tục gì đó, mình làm cho hết cái phần bánh còn lại mình đem mình hấp nha. Bánh thì mình gói cũng rất là nhanh ha, mình chỉ cần xếp những cái lá ngoài đó, nó hơi thẳng thẳng là được, còn phía trong thì mình chỉ ép lại là giờ mình gói cho gì lên rất là nhanh. Rồi giờ thì mình sẽ đem hấp. Bánh này sau khi mình hấp được 50 phút thì mình đã tắt lửa và mình đậy nắp lại thêm 15 phút rồi các bạn. Thì giờ bánh đã chín mềm rồi. Giờ muốn cho bánh nó dẻ ngon thì mình để cho thật là nguội, mình hay cắt ra nha. Vậy thì bánh nó dẻ ngon hơn. Này bánh bây giờ nó đã chín mềm, thơm lắm. Mình không cần phải nấu lâu đâu ha. Hấp khoảng 50 phút rồi đã chín mềm. Nếp bây giờ nó nở đó, bánh nó căng tròn đẹp lắm, thơm lắm. Vì hồi lúc nãy là cái phần nước để hấp bánh đó thì mình có luộc bắp ở dưới á, nên nó dậy cái mùi càng thơm hơn nữa đó cả nhà. Bánh tét gói bằng cái bắp này thì mình thấy rất là dễ gói và không cần phải nấu, mà mình hấp đó, thời gian cũng rất là nhanh các bạn. Và sau khi mình hấp xong đó, thì bánh nó rất là thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ gửi bên trong cho các bạn xem bánh bên trong như thế nào nha.
Thơm lắm luôn các bạn. Đây, bánh rất là dẻ luôn nha. Bánh dẻ và dẻo lắm luôn các bạn. Bánh dẻo dẻ, cái mùi rất là thơm. Lúc này là bánh còn hơi ấm ấm mà nó đã dẻo gì nè các bạn ơi. Thì cái cách gói này là mình có trộn dừa vô trong cái nếp luôn, nên nó giống như là cái bánh lá dừa đây các bạn. Còn nếu các bạn gói bánh mà các bạn xài nước cốt không thì nó dẻo hơn nữa nha. Bánh rất vừa ăn, rất là thơm, dẻo dẻ. Bây giờ mời anh chị các bạn cùng dùng với mình miếng bánh nha. Ngon lắm mà thơm nữa. Chị thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách gói bánh tét từ vỏ bắp. Bánh này thì nó thơm cái mùi của bắp nè, vì mình gói bằng vỏ bắp. Thường á, nếu mình gói bằng lá chuối thì nó thơm mùi lá chuối nha. Thì hôm nay cái vỏ bắp này thì cái mùi thơm cũng rất là đặc biệt, cho mình cái hương vị mới lạ. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh tét và thích cách làm này thì hãy thử và biết làm cho gia đình mình dùng nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.